số tiền chuộc lên đến hàng tỷ đồng. Hành trình giải cứu đầy căng thẳng. Cái giá phải trả cho những kẻ bắt cóc. Giữa trưa ngày 21 tháng 12, trực ban phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận tin báo của người phụ nữ quê Đồng Tháp về việc ông G, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc một doanh nghiệp tại thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, bị một nhóm người lạ bắt cóc và yêu cầu tiền chuộc lên đến 4,5 tỷ đồng. Nhóm người bắt cóc đe dọa nếu không thực hiện yêu cầu sẽ không ngần ngại ra tay tàn bạo với ông G, đồng thời đề nghị người thân nạn nhân không được báo cho ai biết về vụ bắt cóc này. Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo giám đốc công an tỉnh Bình Dương để chỉ đạo tổ chức lực lượng tham gia giải cứu nạn nhân. Vào cuộc, công an nắm được trước đó khoảng 9 giờ ngày 21 tháng 12, theo lời đề nghị của kẻ bắt cóc, ông G dùng mạng xã hội gọi video cho người thân bất kỳ để mang tiền tới chục người. Lúc bấy giờ, ông G đã gọi cho một người hợp tác làm ăn chung tên là F, nói rằng bản thân đang bị bắt giữ và quay cảnh đang bị trói tay. Theo lời ông F, ông được bạn nhờ chuẩn bị 4,5 tỷ đồng để chuộc. Lúc này, ông F cùng người thân của ông G chuẩn bị số tiền trên. Ban đầu, người thân của ông G muốn đưa tiền chuộc để cứu con tin, chứ không trình báo công an do lo sợ ông G sẽ bị sát hại. Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục, người thân ông G đã chấp nhận phối hợp cùng công an để giải cứu con tin. Thượng tá Nguyễn Minh Nhật, trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, nếu không có sự hợp tác của người thân con tin thì rất khó có thể giải cứu con tin thành công. Chính vì vậy, đơn vị đã cố gắng vận động, thuyết phục để phía gia đình hợp tác. Khi gia đình đã hợp tác cùng lực lượng công an, thì khó khăn bước đầu của vụ án này đã được giải quyết. Nhận thấy vụ việc rất nghiêm trọng, chỉ cần một sơ suất, nạn nhân có thể bị đe dọa tới tính mạng. Do đó, lực lượng tham gia phải chọn phương án tốt nhất, hành động thần tốc. Thời điểm này, một mặt thông báo thông tin nạn nhân và chiếc xe ô tô nạn nhân đi trước khi bị bắt đến công an các địa phương để xác minh, truy xét tìm nơi giam giữ con tin. Một mặt phối hợp với gia đình để dẫn dụ nhóm bắt cóc lộ diện. Phòng Cảnh sát Hình sự chủ công phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin khi tiến hành giải cứu. Hàng chục cán bộ chiến sĩ sẵn sàng chờ lệnh. Quá trình phá án, cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi chúng liên tục thay đổi vị trí giao dịch. Khoảng 15 giờ chiều ngày 21 tháng 12, nhóm đối tượng yêu cầu giao tiền nhận người ở một khu dân cư hoang vắng tại khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trực tiếp, Thượng tá Nguyễn Minh Nhật lái ô tô chở gia đình con tin cùng 4,5 tỷ đồng đến điểm hẹn. Để nhóm bắt cóc lộ diện, lực lượng công an yêu cầu gia đình đàm phán với nhóm bắt cóc là chỉ giao một nửa số tiền, khi gặp được con tin sẽ giao hết. Tuy nhiên, nhóm bắt cóc rất xảo quyệt và nhất quyết không chấp nhận mà còn tiếp tục đe dọa nếu không giao tiền trước 10 phút thì sẽ sát hại con tin ngay lập tức. Do quá hoảng sợ, người thân sợ hãi và nói không cần công an can thiệp nữa. Lúc này, người thân con tin chỉ muốn giao tiền nhanh để đảm bảo tính mạng cho ông G. Thượng tá Nguyễn Minh Nhật cho biết, lúc này trên xe ô tô rất căng thẳng, người thân đang rất hoảng loạn. Nếu họ không phối hợp cùng công an nữa, thì nhiệm vụ giải cứu con tin có thể sẽ thất bại. Với nhiều năm kinh nghiệm, Thượng tá Nhật đã nhanh chóng ổn định tinh thần của gia đình và cố gắng thuyết phục để gia đình tiếp tục phối hợp. Thượng tá Nhật nói, thời điểm đó, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì kế hoạch giải cứu con tin sẽ đổ sông đổ bể. Tệ hơn là con tin sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu gia đình để lộ thông tin có công an can thiệp. Khi tâm lý đã ổn định, người thân ông G đã tiếp tục chấp nhận phối hợp với công an. Lúc này, phương án ngay lập tức được thay đổi là chấp nhận theo yêu cầu của nhóm bắt cóc rồi tùy cơ ứng biến. Số tiền 4,5 tỷ đồng được đặt vào vị trí theo yêu cầu của kẻ bắt cóc. Nhóm bắt cóc ra lệnh cho xe ô tô phải rời đi ngay, nếu chậm trễ sẽ sát hại con tin. Khi xe do Thượng tá Nhật điều khiển rời đi khoảng 15 phút, thấy không có điều gì bất thường, tên bắt cóc đi xe máy để lấy tiền thì lập tức bị các trinh sát hình sự phục sẵn bắt giữ. Đối tượng sau đó được xác định là Giao Xin, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Qua khai thác nhanh, cảnh sát xác định vị trí của ông G rồi nhanh chóng tổ chức lực lượng phá cửa ập vào nhà xưởng tại khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, cách nơi hẹn giao dịch không xa. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Khánh Vĩ, 19 tuổi, quê Kiên Giang, tiến hành giải cứu thành công ông G.
Sau đó, đối tượng Dương Thúy Ái, 29 tuổi, quê An Giang, trong nhóm này cũng bị bắt giữ. Riêng đối tượng Trần Văn Vũ Thành, 34 tuổi, quê An Giang đã bỏ trốn, cảnh sát đang truy bắt. Theo lời khai của các đối tượng, tháng 7 năm 2023, Giao Xin, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch và đến ở cùng bạn gái là Dương Thúy Ái, sinh năm 1994, quê An Giang, tại khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thời gian ở tại đây, Giao Xin quen biết thêm Trần Phan Vũ Thanh, sinh năm 1989, quê Kiên Giang, Nguyễn Khánh Vĩ, sinh năm 2004, quê Kiên Giang, cũng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12 năm 2023, Giao Xin bàn với nhóm đối tượng trên tìm kiếm người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc đòi tiền chuộc. Qua theo dõi, Giao Xin chọn ông G, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty nội thất, có trụ sở tại khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và lên kế hoạch hành động. Khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 12, phát hiện ông G điều khiển ô tô đi một mình, các đối tượng đi xe gắn máy bám theo, chặn xe ông G, rồi dùng hung khí khống chế bắt cóc. Sau đó các đối tượng đưa ông G về một nhà xưởng ở khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một do Dương Thúy Ái thuê. Giao Xin nói, Ái kêu Nguyễn Khánh Vĩ đến xưởng để canh giữ. Các đối tượng gọi điện thoại cho người nhà ông G để yêu cầu đưa tiền chuộc 4,5 tỷ đồng, nếu không sẽ xử. Người nhà ông G nói chấp nhận yêu cầu, đồng thời trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được vị trí của nhóm đối tượng và giải cứu thành công con tin, tóm gọn Giao Xin và đồng bọn. Khi nhận được thông tin ông G được giải cứu an toàn, người thân ông G đã bật khóc nức nở. Gia đình bày tỏ sự thán phục với lực lượng công an Việt Nam. Người thân ông G cũng ngay lập tức nói lời xin lỗi với những cán bộ, chiến sĩ tham gia giải cứu con tin vì nhiều lần không chịu hợp tác, gây khó khăn cho lực lượng công an. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, cho rằng hành vi của đối tượng là bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, đe dọa, uy hiếp đến tinh thần, sức khỏe, tính mạng của nạn nhân và những người khác. Với số tiền có ý định chiếm đoạt là 4,5 tỷ đồng, các nghi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có mức hình phạt cao nhất là tù chung thân, theo quy định tại khoản 4 điều 169 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo trưởng văn phòng luật sư chính pháp, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản. Hành vi bắt, giam giữ nạn nhân là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Riêng hành vi này cũng có thể cấu thành một tội phạm độc lập nếu như đối tượng không có mục đích chiếm đoạt tài sản, đó là tội bắt giữ, giam người trái pháp luật. Trường hợp đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ, giam người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản thì hành vi này còn có tính chất nguy hiểm hơn, bởi hành vi không chỉ xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Hành vi này thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm kể từ thời điểm xâm phạm đến quyền tự do thân thể của công dân với mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi đối tượng bắt giữ nạn nhân và thông báo cho gia đình về số tiền chuộc là hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân hay chưa. Ông Cường nhấn mạnh, do tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội nên dưới góc độ pháp lý, tội phạm có cấu thành hình thức. Chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, không đòi hỏi hậu quả phải chiếm đoạt được tài sản xảy ra, thì hành vi đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm. Trong vụ việc này, mặc dù nhóm bắt cóc chưa chiếm đoạt được số tiền như mong muốn là 4,5 tỷ đồng, nhưng chúng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự liên quan đến số tiền mà chúng đã đưa ra, làm cơ sở xác định tính chất vụ việc và làm cơ sở để tòa án lựa chọn loại hình phạt cho phù hợp với tính chất của hành vi phạm tội. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.